Ngày 13 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cho biết, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam xác định sơ bộ nguyên nhân xuất hiện hố tử thần là do khoan vào túi khí làm bục thành tạo ra hố sụt. Theo vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ, sau khi xuất hiện hố tử thần, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đến hiện trường và đã có đánh giá nguyên nhân hướng khắc phục hố tử thần ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ. Theo khảo sát của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, dọc tuyến đường và tuyến ngang đường, địa chất khu vực xảy ra sự cố biến đổi phức tạp, địa chất có những biến đổi dị thường như xen kẹt lớp bùn bồi tích, túi bùn, túi khí, hang caster. Đánh giá sơ bộ về nguyên nhân sụt lún, theo kết quả đo địa chất vật lý cùng với hiện trạng công trình, quan trắc bằng mắt thường cho thấy hố sụt lún tạo ra do khoan vào túi khí làm bục thành, tạo ra hố sụt. Đồng thời, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đề xuất phương án khắc phục bằng cách dọn dẹp mặt bằng khu sụt lún, rồi dùng những vật liệu phù hợp để lấp đầy hố. Dự kiến lớp dưới cùng dùng đá hộc dày 1m, tiến đến là lớp base dày 1m và trên nữa là các lèn chặt lấp đầy. Sau đó khoan tạo lỗ để phụt vữa xi măng bentoniter lấp đầy các lỗ rỗng xung quanh khu vực sụt lún, cứng hóa khu vực sụt lún, trải vải địa kỹ thuật gia cố hai lớp tăng cường phía trên vật liệu, lấp đầy hố sụt lún, tiến hành neo đầu vải như quy định. Cuối cùng hoàn thành rãnh nước các lớp mặt đường như ban đầu, thử tải và quan trắc sau khi xử lý. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đưa ra phương án nhưng về chuyên môn vẫn phải do hội đồng thẩm định thông qua. Sau đó huyện sẽ báo cáo các sở ngành và xin chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố trước khi triển khai khắc phục. Trước đó khoảng 16 giờ 45 phút ngày 6 tháng 4, gia đình ông Đặng Đình Nhâm ở thôn 2 xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ đang đào giếng thì thấy tiếng rung lắc mạnh. Sau đó trước cửa nhà ông Nhâm xuất hiện một hố sâu khoảng 2m, rộng 15m, rồi khu vực này tiếp tục sụt lún và rộng ra. Đến ngày 9 tháng 4, xã Quảng Bị xuất hiện mưa lớn, khiến phần đất xung quanh miệng hố tiếp tục bị sạt, khiến diện tích khu vực hố sụt tăng lên khoảng hơn 100m. Trong đó chiều dài của hố là 17,2m, còn chiều rộng là 8m. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Quảng Bị nhanh chóng báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ và phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, cảnh báo cho người dân, đồng thời xã yêu cầu di rời 20 hộ dân quanh khu vực bị sụt lún đi nơi khác để đảm bảo an toàn.